Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây là các phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đã bắt được nghi phạm nổ súng ở tiểu bang Washington. Một nghi phạm bị bắt giữ sau một vụ xả súng chết người tại trung tâm thương mại ở Washington hôm thứ Sáu 23 tháng 9. Theo lời của cảnh sát, cho biết là tên nghi phạm là Akan Setin, 20 tuổi, ở Oak Harbor, Washington, một thị trấn ở phía tây nam của Burlington, nơi vụ xả súng xảy ra. Năm người bị giết khi một tay súng nhả đạn vào cửa hàng Macy ở trung tâm thương mại Cascade. FBI nói không có bằng chứng cho thấy vụ xả súng liên quan tới khủng bố. Phát ngôn viên của cảnh sát tuần tra của Washington là ông Mark Francis xác nhận vụ bắt giữ trong một thông báo đăng trên Twitter và sau đó công bố ảnh nghi phạm. Thông báo này nói sẽ tổ chức họp báo về việc này. Cảnh sát tiến hành truy lùng nghi phạm sau vụ xả súng. Họ cũng công bố một bức ảnh nghi phạm tại hiện trường nhưng khá mờ. Động cơ gây án hiện chưa rõ. Ba phụ nữ và một bé gái bị chết trong cửa hàng Macy. Một người đàn ông sau đó chết trong bệnh viện. Tờ Seattle Times tường thuật nạn nhân nhỏ nhất là nữ 16 tuổi tên là Sarai Lara. Cảnh sát nói là camera an ninh ghi hình nghi phạm bước vào trung tâm thương mại không có mang vũ khí. 10 phút sau, video chiếu cảnh nghi phạm bước vào cửa hàng Macy với một khẩu súng trường. Tay súng đã rời khỏi hiện trường khi cảnh sát đến. Lễ cầu nguyện cho nạn nhân diễn ra vào tối thứ Bảy 24 tháng 9 tại nhà thờ Tin Lành Giám lý trung tâm Sicro Woolley, Washington. 5 ngọn nến, mỗi ngọn dành cho một nạn nhân, được thắp sáng trên bàn thờ của nhà thờ. Burlington cách Seattle 105 km về phía Bắc, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến những cuộc đụng độ gần đây thì một đoạn video công bố người da đen bị bắn chết tại Solos. 4 ngày sau cái chết của Cage Lamont Scott, đoạn video thu hình lúc nạn nhân bị cảnh sát bắn hạ được công bố trên đài truyền hình NBC. Chính quyền thành phố Charlotte, bang North Carolina tối nay vẫn còn từ chối tiết lộ đoạn video nói trên, viện cớ là tránh gây trở ngại cho cuộc điều tra. Ngày 23 tháng 9 2016, Rakia Scott có công bố đoạn video thu hình lúc bà và chồng bị cảnh sát bao vây. Người ta nghe rõ tiếng van xin đừng bắn của bà. Bà cũng nói với cảnh sát là chồng mình không mang vũ khí trên người và ông có vấn đề về tâm lý. Theo giới bình luận thì đoạn video vừa được công bố đem lại một cái nhìn mới về những gì đã xảy ra trong đêm ngày 21 tháng 9 2016 khi mà Cage Lamont Scott bị bắn chết nhưng vẫn không cho phép trả lời câu hỏi chính liệu nạn nhân có mang súng trên người hay không. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton dự trù đến Charlotte vào ngày mai 25 tháng 9 nhưng vào giờ chót bà đã phải dời lại vài ngày như dự định. Về tình hình tại chỗ, đêm qua một lần nữa, cộng đồng người Mỹ da đen tại thành phố Charlotte đã xuống đường đòi công lý cho Cage Lamont Scott, nhưng báo động đã không xảy ra. Có khoảng vài trăm người thay nhau tuần hành và hô to khẩu hiệu đòi công lý, đại đa số là thành viên còn trẻ tuổi. Jess, 72 tuổi, là một trong những người già nhất trong đám đông. Ông nói, dù tuổi cao nhưng ông vẫn phải có nhiệm vụ đến đây để phản đối việc trên khắp nước Mỹ, thanh niên da đen là nạn nhân của cảnh sát Hoa Kỳ. Đoàn người biểu tình chất vấn nhân viên bảo đảm trật tự an ninh. Vì sao các ông đeo súng khi không có bạo động? Một viên cảnh sát theo dõi đoàn biểu tình từ xa. Ông không hề nao núng hay lo ngại mà cho rằng mọi người có quyền tự do bày tỏ chính kiến, nói lên phẫn nộ. Đó là điều khoản đầu tiên trong bản hiến pháp Hoa Kỳ, với điều kiện là tất cả phải diễn ra một cách ôn hòa. Ở trên cao, 4 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời để quan sát đoàn biểu tình. Trước cửa, các cơ sở được coi là nhạy cảm đều có nhân viên an ninh đeo súng đứng canh chừng. Kính thưa quý vị, một động thái mới đây của Tổng thống Barack Obama đó là khánh thành bảo tàng lịch sử người Mỹ da đen. Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Barack Obama đã khánh thành Viện Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Châu với sự hiện diện của 7.000 khách mời chính thức và hàng ngàn người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, đại diện tất cả các chủng tộc. Viện Bảo tàng trị giá trên nửa tỷ đô la, có 6 tầng với kiến trúc hiện đại, có 37.000 vật trưng bày, thuật lại lịch sử là của người Mỹ gốc Phi Châu kể từ thời kỳ nô lệ cho đến ngày nay. Đã 100 năm qua, người da đen chờ đợi giây phút này. Có những người mắt nhòa lệ khi một trong những khuôn mặt của phong trào đòi quyền công dân, đó chính là John Lewis, dân của tiểu bang Georgia tuyên bố. Viện biểu tàng này không phải là một tòa nhà, mà đó là một giấc mơ nay đã biến thành sự thật. Hoa Kỳ của người Mỹ nay đã có được một viện bảo tàng lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi,
cùng với một bề dày quá khứ. Về phía Tổng thống Barack Obama, mong muốn Viện Bảo tàng đóng góp vào việc đoàn kết người dân Mỹ thuộc tất cả các chủng tộc, tạo điều kiện cho đối thoại. Ông nói, bảo tàng này mang lại bối cảnh cho những cuộc tranh luận trong thời đại của chúng ta. Có lẽ bảo tàng đã giúp cho khách tham quan người da trắng hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ của những người biểu tình tại những địa phương như Ferguson và Charlotte. Để khai trương, ông Barack Obama không cắt băng khánh thành, nhưng đi cùng với một gia đình là dòng dõi của những người nô lệ. Họ kéo chiếc chuông được đưa đến từ một trong những nhà thờ Baptist đầu tiên của người da đen ở Virginia. Tiếng chuông đồng thời cũng vang vọng lại nhiều ngôi nhà thờ khác trên khắp nước Mỹ. Chính thưa quý vị, và bản tin tiếp theo là chính sách xoay trục sang châu Á của ông Obama đã thất bại. Trong những năm gần đây thì Hoa Kỳ đã củng cố liên minh với các nước châu Á, gia tăng trao đổi mậu dịch và tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama chính là nhằm kiềm chế sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Nhưng theo tờ nhật báo của nước Anh là tờ Guardian, trong một bài viết đăng trên trang này vào ngày 25 tháng 9 2016 thì chính sách xoay trục này đã thất bại. Tờ Guardian ghi nhận rằng kế hoạch của Obama thúc đẩy tự do mậu dịch ở châu Á-Thái Bình Dương mà không bao gồm có Trung Quốc thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hiện đang bị đe dọa. Vào tuần trước thì Thủ tướng Nhật là Shinzo Abe đã tuyên bố rằng TPP là một cột trụ quan trọng của ảnh hưởng của Mỹ trong tương lai. Và ông Abe cho rằng thành công hay thất bại của Hiệp định này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tự do mậu dịch toàn cầu cũng như đến môi trường chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương. Lời cảnh báo của Thủ tướng Nhật phản ánh lên mỗi lo ngại của Tokyo rằng một lần nữa ông Obama lại tỏ ra một đối tác không đáng tin cậy và sẽ không thuyết phục được Quốc hội của Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định TPP. Chưa gì, Hiệp định này đã bị hai người có khả năng kế nhiệm của ông Obama là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump bác bỏ. Cũng theo tờ The Guardian, một bằng chứng khác cho thấy là chính sách này xoay trục sang châu Á của ông Obama đã thất bại, đó là tờ Washington đã không ngăn chặn được Trung Quốc xây các đảo nhân tạo Biển Đông. Các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải của các chiến hạm Hoa Kỳ mà sắp tới đây sẽ có sự hỗ trợ của Hải quân Nhật chẳng có tác dụng gì đáng kể, chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Đáng nói hơn là cả vào tuần trước thì Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố rằng Manila sẽ ngừng hợp tác với lại Hoa Kỳ tuần tra trên Biển Đông. Và theo ông, Trung Quốc là đối tác mạnh hơn. Tất nhiên những tuyên bố trên của Tổng thống Duterte phản ánh sự tức giận của ông trước chỉ trích của Mỹ về những vi phạm nhân quyền ở tại Philippines hơn là một sự chuyển hướng chiến lược. Nhưng điều này dĩ nhiên làm Bắc Kinh hoan hỷ. Cũng theo tờ The Guardian, một dấu hiệu khác cho thấy là các nước khu vực bớt tin tưởng vào Hoa Kỳ, đó là hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở tại Vientiane trong tháng này đã tránh nhắc đến phán quyết của tòa trọng tài thường trực về Biển Đông. Sự bất lực của ông Obama khiến dư luận ở Nhật và các nước khác đặt câu hỏi về tính đáng tin cậy của chiếc dù an ninh Mỹ và khiến những thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở nước này có thêm lý do để đòi chính phủ Tokyo phải nhanh chóng tái vũ trang, thậm chí triển khai vũ khí nguyên tử của riêng mình. Ngũ giác đài đã chính thức xem Trung Quốc là một mối đe dọa, cho thấy kể từ ngày nay càng ngày càng khó tránh xung đột quân sự giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một nghiên cứu gần đây đã đi đến kết luận là trong trường hợp xảy ra xung đột Mỹ-Trung, cả hai bên đều sẽ thiệt hại nặng nề. Nghiên cứu này đề nghị là nếu không tránh được chiến tranh, tốt nhất là Hoa Kỳ nên tấn công trước, trước khi Trung Quốc mạnh hơn và lợi thế quân sự hiện nay của Mỹ đang suy giảm. Và bản tin kế tiếp là vụ nổ súng ở Houston ít nhất làm cho 7 người bị thương. Kính thưa quý vị, thì một vụ xả súng xảy ra sáng thứ Hai tại thành phố Houston đã khiến ít nhất 7 người bị thương trước khi nghi phạm cảnh sát bị bắn chết. Sở cứu hỏa Houston vào khoảng lúc 6 giờ 30 sáng thứ Hai đã nhận được một cuộc gọi thông báo về một vụ xả súng tại một giao lộ bên ngoài một dãy cửa hàng nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 dặm về hướng Tây. Theo phát ngôn viên của sở là ông Richard Mann, tất cả các nạn nhân đều đang ở trong xe khi bị bắn. Nhiều người đã bị bắn vào tay chân và có 2 người bị thương nghiêm trọng. Và phát ngôn viên của sở cứu hỏa cho biết, chính quyền thành phố của Texas cho biết là hiện trang tin thông báo khẩn cấp rằng vào lúc này, hiện trường vụ xả súng đã bị phong tỏa. Cảnh sát Houston cho biết là các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện địa phương và mức độ thương tích của họ chưa được biết chính xác.
về tình trạng của nghi phạm, phát ngôn viên xã cứu hỏa Richard Mann nói, tôi không biết liệu anh ta có chết hay không. Ông nói thêm rằng một nghi phạm hiện không còn là mối đe dọa cho cộng đồng nữa. Và tin từ đài truyền hình Fox 26 cho biết là một đội rà phá bom của cảnh sát đã cử đến khu vực để rà soát một chiếc xe. Và đài này cho biết thêm rằng lệnh ẩn núp tại chỗ đã được đưa ra trong khu vực. Một người phụ nữ chứng kiến vụ nổ súng nói với đài Fox khi đứng bên cạnh một chiếc xe với hai lỗ đạn trên kính chắn gió và nói rằng tôi chỉ nghe tiếng đạn rít qua xe của tôi. Các video quay trực tiếp cho thấy đã có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang có mặt trong khu vực. Ngoài ra còn có một vài xe có các lỗ đạn. Giao lộ xảy ra vụ nổ súng là nơi có nhiều cửa hàng và nhà riêng của cư dân địa phương. Hiện vẫn chưa rõ vị trí chính xác của vụ nổ súng. Kính thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống là cuộc tranh luận của ông Donald Trump và bà Hillary ngày 26 tháng 9 được đông đảo cử tri theo dõi. Cuộc tranh luận của tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary bên đảng Dân Chủ và Donald Trump bên đảng Cộng Hòa theo một số ước đoán có thể thu hút khoảng 100 triệu người theo dõi để có thể có được đánh giá về hai ứng viên lần đầu tiên đối diện nhau trên cùng một sân khấu. Kết cục cho hai ứng cử viên sẽ rất lớn. Người chứng kiến sẽ không chỉ lưu ý đến nội dung gì được nói ra mà còn là cách phát ngôn, những nội dung đó và phản ứng của những ứng cử viên này với ứng cử viên kia thế nào. Cuộc tranh luận sẽ là một thời điểm quan trọng cho ông Trump. Ứng cử viên đã thu ngắn được khoảng cách với bà Clinton trong các kết quả thăm dò công luận ở mấy tuần lễ gần đây. Một phần là do ông đã tỏ ra kỷ luật hơn trong những phát biểu so với trước đó. Cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận thường được nhiều người theo dõi nhất. Ông Marcel Douglas của Đại học George Washington nhận định rằng cuộc tranh luận thứ nhất có nhiều khả năng trở thành thời điểm mấu chốt định hình cho cuộc đua. Và ông nói, ngay vào lúc này, cuộc đua trở nên xích sao hơn những gì mà nhiều người dự đoán. Và điều đó là một vấn đề quan trọng cho cả hai ứng cử viên. Còn ông Trump, theo tin nói là dành ít thời giờ với cường độ cũng ít hơn trong việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ông cũng ra một đòn về phía bà Clinton trong một cuộc meeting ở tại bang Pennsylvania. Ông nói, người ta đồn rằng bà Clinton đang tập dượt cho cuộc tranh luận. Một số người khác thì nghĩ rằng bà đang ngủ gật. Những người theo đảng Dân Chủ hy vọng sẽ có thêm những phiên bản thiếu thận trọng của ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận đầu tiên, nhiều hơn những gì mà ông đã làm trong các cuộc tranh luận với các đối thủ đồng đảng của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng ban vận động mới của ông Trump đã đạt được một số thành công hồi gần đây trong việc giữ cho ông tập trung hơn và ít bị sao lãng vì sở thích công kích cá nhân của ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các phần tin Hoa Kỳ và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với các phần tin Việt Nam.